Đây là lần đầu tôi chấm điểm 10 cho học sinh ở môn văn. Tôi khâm phục em vì còn ít tuổi nhưng đã suy nghĩ chín chắn, sâu sắc, thể hiện cả con người và cách sống đều rất đẹp. Đó là lời chia sẻ của thầy Phạm Vũ, giáo viên trường Trung học Phổ thông Định Hóa, Thái Nguyên, về bài văn của học sinh Vũ Phương Thảo, lớp 10A1, trường Trung học Phổ thông Định Hóa. Bài văn viết về người thầy Nguyễn Văn Tâm, nay đã nghỉ hưu, trước là giáo viên dạy toán trường Trung học Cơ sở Chợ Chu, đã được thầy Phạm Vũ chấm 10 điểm. Lời nhận xét của thầy như sau: tư duy mạch lạc giúp bài văn có cấu tứ, cảm xúc đẹp, mãnh liệt, chân thành, dũng cảm sáng tạo, phá cách trong việc tách câu và tạo từ, xây dựng giọng điệu, rất có ý thức khi dùng thủ pháp để diễn đạt, chú ý, đôi khi hơi cầu kỳ, lên gân. Vũ Phương Thảo là học sinh chuyên toán, thuộc ban tự nhiên nhưng học rất tốt ngữ văn. Thảo đã đạt giải A cây bút tuổi hồng của báo Thiếu niên Tiền Phong. Thầy Phạm Vũ chia sẻ, chúng ta không thể chia lại những quân bài đã chia, và cũng thế, thầy không dám mong một sự thay đổi cho những điều không hay của chuyện dạy và học bây giờ. Nhưng thầy đã sẵn lòng gạt đi tất cả những điều đó để dành hết niềm vui vào bài văn của em. Trên Facebook, bài văn của Phương Thảo được rất nhiều người viết trẻ, giáo viên, nhà văn khen ngợi. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Giá, trưởng khoa viết văn, báo chí, trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhận xét: thật xúc động, bài văn vượt ra khỏi biên giới học đường để đến với tất cả. Có người trò nhân ái và tử tế như thế này, buộc những người thầy cũng phải sống tốt hơn lên. Dưới đây là bài văn của Vũ Phương Thảo, viết về người thầy em kính yêu nhất. Văn học trong nhà trường trân trọng giới thiệu bài văn này đến các em. Những ngày mùa hạ giả dích, khi ôm sách và lắng nghe vài giai điệu phát ra từ cái radio cũ mềm, tự dưng tôi nghe thấy mấy lời da diết vang lên. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Tiếng cẩm ly tha thiết, mùa hạ như đang rơi xuống, vỡ tan và xoáy vào lòng những ký ức tươi đẹp. Đột nhiên, có một cảm giác như đang lạc vào một thế giới nào đó, một thế giới không phải của mình, thế giới của quá khứ. Và tự nhiên, tôi nghĩ, dường như mình đang được xem lại một cuộc đời 40 năm trước, qua vài cảnh quay, được trích ra từ cái máy quay có lẽ là đời từ những năm 1980. Máy quay có lẽ đã cũ lắm rồi, cảnh được, cảnh mất, nhưng cũng đủ để tôi thấy tôi, 11 tuổi, đứng trong sân trường cấp 2 lộng gió, và bóng một người thầy thấp bé lặng lẽ đạp chiếc xe khung đi trong nắng vàng. Bất chợt, người ấy quay lại, ánh mắt hiền từ được máy quay ghi lại rõ ràng, không sai. Tim tự dưng bỗng thấy hẫng một nhịp. Kia rồi, thầy tôi. Người đàn ông đang đi trong nắng vàng hôm ấy là người mà tôi kính trọng nhất trên đời. Có lẽ biết thế, nên mọi cảnh quay về người ấy đều rõ nét và chân thực đến kỳ lạ. Tôi nhìn rõ cái bóng liêu xiêu, đổ dài trên con đường dài rằng rặc, cùng với cây thước kẻ nửa mét kẹp trong chiếc cặp da sờn cũ, hộp phấn bằng thép chỉ trực rơi ra, cùng mái tóc đã bạc lắm rồi. Bỗng nhiên, tôi thấy nước mắt đang dâng lên, đầy tràn hai khóe mắt. Nhiều người vẫn miêu tả các thầy cao to, vạm vỡ, có đôi mắt sáng quắc, uy nghiêm. Nhưng không, thầy tôi thấp lắm. Nếu so với chuẩn 1m8, chỉ chừng 1m6, tóc bạc trắng và lúc nào cũng lọc cọc đi trên chiếc xe đạp không han gì. Mắt thầy sáng, nhưng sáng bởi ánh mắt dịu hiền, ấm áp, khiến chúng tôi rất an tâm. Mọi thứ thuộc về thầy cũ kỹ đến mức hoài cổ. Chúng tôi thời những năm lớp 6 đã từng trêu thầy nhiều lần vì điều ấy. Tôi vẫn nhớ thầy chỉ cười hiền và bảo: thầy già rồi, cần gì hiện đại. Máy quay chuyển cảnh, từng hình ảnh nhảy nhót cứ như bị lỗi.
Những hình ảnh ấy cứ nháy đi nháy lại, nhưng lại rõ đến từng chi tiết. Mùa đông lạnh thê lương, khi mà gió vuốt những ngón tay trên mái nhà, tôi nhìn thấy thầy đạp xe đến trường. Những vòng quay xe đạp cứ thế quay đều, pê đàn cũ lắm rồi, xích kêu lạch cạch, tựa như đang đòi nghỉ ngơi. Thầy vẫn cần mẫn đạp xe, cần mẫn xách chiếc cặp sờn cũ đến lớp. Tháng qua, tôi thấy thầy khẽ run. Không chỉ mùa đông ấy, mà còn nhiều mùa đông sau này nữa, tôi vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh đó, luôn nhớ mình đứng trên tầng 2, vẫy tay, em chào thầy, mà láo xược chế thành, em thầy. Và thầy, trên chiếc xe đạp cũ đi ngược gió, vẫy tay cười lại, hiền như tiên. Tự dưng cảnh tiếp theo hiện ra, tôi thấy đêm tối trong một căn bếp lụp xụp, có mỗi một bóng đèn mù mịt, bảng đen viết đầy những công thức loằng ngoằng. Có hai đứa học sinh ngồi quây quần cắt cái bánh trung thu nhân thập cẩm, và một người thầy tóc bạc phơ ngồi cạnh, mỉm cười nhấm nháp ngụm trà nóng trong đêm thu mong manh. Thầy ơi, thầy không ăn thập cẩm à? Thế phải làm sao bây giờ? Tiếng đứa con gái cất lên lo lắng. Thằng con trai ngồi cạnh im lặng ăn miếng bánh nướng thơm lừng. Còn người đó chỉ cười bảo, ừ, hai đứa cứ ăn đi, còn lại để vào tủ lạnh, lúc nào cô về thì cô ăn. Tôi nhận ra đấy chính là mình với Âu Sơn và thầy. Tôi thấy mình lúng túng, rồi cũng ngồi xuống, cầm con dao cắt bánh ra thành nhiều miếng nho nhỏ. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng thầy cũng ăn, và hai đứa học sinh cười thành tiếng. Căn bếp lụp xụp như sáng thêm. Mãi đến sau này, tôi mới biết thầy không ăn được thịt mỡ, cứ đến cổ họng lại bị nôn ra. Thế mà hôm ấy, thầy vẫn ăn miếng bánh trung thu, có lẽ chỉ để chúng tôi vui lòng. Đột nhiên muốn khóc, thầy của tôi vĩ đại như thế đấy. Có lẽ nhiều người không hiểu nổi từ vĩ đại, tại sao lại vĩ đại. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của tôi khi nghe việc thầy không ăn được thịt mỡ, rồi liên tưởng đến miếng bánh trung thu ngày hôm ấy. Chỉ để chúng tôi vui, thầy đã ăn hết miếng bánh mà có thể làm thầy khó chịu suốt trong những ngày sau đó. Ai đó đã từng nói, tấm lòng người thầy vĩ đại lắm và cũng trong sáng lắm, y như pha lê không bao giờ bị vấy bẩn. Đúng, đúng lắm. Những tháng ngày sau đó, bất kể nắng hay mưa, bất kể nóng nực hay lạnh giá, thầy vẫn cặm cụi đi về trên chiếc xe đạp cũ xỉn dạy chúng tôi học. Tôi nhớ những ngày tháng 1, năm tôi lớp 7. Lúc ấy gió trời còn mạnh và nắng thì hong hanh lắm. Tôi với ba thằng con trai khác ngồi trong lớp nghe thầy giảng toán. Sơn đùa, bảo thầy sao không làm hiệu trưởng mà cứ chấp nhận làm giáo viên quèn. Ôi, làm hiệu trưởng thì không quát được giáo viên đâu, còn làm giáo viên học sinh không nghe thì tống nó ra khỏi lớp. Thầy bảo như thế. Chúng tôi cứ cười mãi về câu nói ấy. Đến tận 2 năm sau, tôi mới biết thầy chấp nhận làm giáo viên để dìu dắt thêm nhiều lớp học trò trước khi bước vào tuổi già. Sau này mới biết tình cảm thầy dành cho học sinh chúng tôi còn nhiều gấp tỷ tỷ lần những thứ công danh lợi lộc tầm thường. Năm lớp 7, có thầy, có những kỳ vọng và quyết tâm từ bao nhiêu ngày trước. Tôi đạt giải nhất toán, biết tin thầy chỉ cười thật tươi, nhưng trong mắt tôi, đó là nụ cười ấm áp nhất tôi từng biết. Nụ cười ấy khiến bao mệt mỏi, khó nhọc trở về số 0. Nụ cười khiến cho tất cả lũ học sinh an lòng. Năm ấy có lẽ là năm tôi hạnh phúc nhất. Không biết đã đi qua bao nhiêu ngày nắng, ngày mưa, chỉ biết thầy đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi lọc cọc đạp chiếc xe cũ ấy. 2 năm rưỡi dạy dỗ lũ học sinh lớp A nghịch như quỷ. Thầy chẳng hề than vãn lên một lời. Các em là lứa học sinh cuối cùng của thầy, chỉ mong dạy được thật tốt, không muốn ai bị chửi mắng cả. Thầy trả lời cho tôi câu hỏi về việc tại sao chúng em mất trật tự mà thầy không nhắc. Lúc ấy tôi không hiểu,
Sau này ngẫm nghĩ lại mới ngộ ra, hóa ra chúng tôi chính là những kẻ vô ơn bậc nhất, không hiểu nổi tâm ý của thầy giấu trong từng con chữ. 13 tuổi, chỉ biết nghịch ngợm, vô ưu, vô lo, đâu biết người thầy vẫn cặm cụi chiến đấu với tuổi già và sức khỏe. Ngày ngày lên lớp vẫn dạy dỗ cho những đứa học sinh cuối cùng trong cuộc đời dạy học sinh của mình. Hết học kỳ 1 năm lớp 8, thầy có quyết định nghỉ hưu. Quyết định không hề vội vã, nhưng lại gây bất ngờ trong tập thể lớp. Tất cả đều xôn xao và dường như có cái gì đó nghẹn ở trong tim rất lạ. Dù biết, nhưng cuối cùng vẫn đến lúc phải chia tay rồi. Ngày chia tay, tôi tặng thầy một bó hoa kẹo mút. Chính tay dính từng bông hoa, chính tay ghim từng bó mút. Có lẽ đó là bó hoa xấu nhất mà tôi đã từng làm, nhưng cũng là bó hoa mang nhiều tình cảm nhất, cũng là bó hoa đầu tiên tôi tặng cho sự chia ly. Thầy nghỉ rồi. Giáo viên mới dạy thay, bài giảng sôi động, xúc tích vô cùng. Nhưng thỉnh thoảng đột nhiên ngẩn ngơ, vẫn ngỡ thầy vẫn còn đây, ngay trên bục giảng. Viết những con số vốn bị chê xấu mềm, nhưng thật rõ ràng. Ngỡ rằng thầy vẫn sẽ đi cùng chúng tôi qua những năm tháng còn lại. Không, không còn nữa rồi. Đó là những tháng ngày khó khăn nhất, không có thầy ở bên cạnh dạy dỗ, không có ai cười hiền từ động viên trong những ngày khó khăn. Năm đó tôi tụt hạng, chỉ đạt giải ba, đề rất dễ. Thế mà điểm cũng chỉ đạt nhì non. Lúc ấy tôi mới biết hóa ra thầy ảnh hưởng đến tôi nhiều đến như thế nào. Lên lớp 9, ông nội dẫn tôi xuống nhà thầy. Từ đó tôi chính thức học thêm với thầy, chính thức bắt đầu một năm tuy vất vả nhưng tràn đầy niềm vui. Ngôi nhà mà chúng tôi học cũng chính là ngôi nhà thầy đã sống suốt mấy chục năm qua. Cả một đời người vất vả, chỉ có một khoảnh sân nho nhỏ để phơi nắng, một căn bếp tối lụp sụp, cái nhà xây lợp lá cọ mát rượi trong những ngày nóng bức, và cả một cây trứng cá lúc nào cũng bị lũ học sinh nhăm nhe chọc quả. Thầy bảo như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Đôi khi tôi nghĩ thầy sống sao mà đơn giản quá. Thầy chỉ cười, không, thế là đã quá đủ rồi. Tôi không biết đủ là gì, không biết tại sao thầy có thể hài lòng. Sau đó nhiều tháng, tôi mới được nghe thầy kể về biết bao ngày khó khăn thầy đã trải qua. Đấy là những tháng năm vất vả bần hàn. Thầy là sinh viên nghèo, không có đủ đồ ăn nên ốm nhom, ốm nhách. Trải qua một thời khó nhọc, con người luôn có khuynh hướng hài lòng với hiện tại, cho dù hiện tại ấy chỉ hơn thời khó khăn ngày xưa một chút xíu. Chính thế, thầy sống giản dị, tiết kiệm vô cùng. Từ lúc học thêm chỗ thầy, nghe thầy nói về những điều thầy đã trải qua, bất giác tôi cũng sống tiết kiệm đi nhiều lần, không còn phung phí tiền bạc và đồ dùng như trước đây nữa. Người ta vẫn bị ảnh hưởng bởi những người mà được coi là quan trọng. Tôi nghĩ tôi cũng vậy. Đôi khi tôi nghĩ có phải thầy đã ảnh hưởng đến tôi theo một cách đặc biệt nào đó. Nghĩ nhiều lần rồi mới phát hiện ra thầy chính là một hình tượng mà tôi luôn khát khao muốn vươn tới. Một tượng đài vĩ đại, một con người tôi mong muốn đạt được thành công như vậy. Không chỉ là một người thầy, thầy còn là người cha, người anh, người bạn. Luôn lắng nghe, luôn cho những lời khuyên bổ ích nhất khi tôi cần. Thầy không chỉ dạy tôi môn toán, thầy còn dạy tôi cách làm người, cách sống và phấn đấu để ngày càng tốt đẹp hơn. Máy quay dường như đang quay chậm lại, từng cảnh, từng nét hiện lên rõ ràng. Tôi thấy thầy đang lụi hụi trồng rau, chăm sóc con chó lông trắng đen giả khụ. Thấy cả chúng tôi ngày đó, trong những ngày vất vả nhưng yên bình. Tôi nghĩ có lẽ đó là những ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất mà tôi từng có. Sau này, khi bước trên đường đời chung gai, có thể sẽ chẳng còn ai chỉ bảo, dạy dỗ tôi tận tình như thầy đã từng có thể. Sẽ chẳng có ai lo tôi liệu có ngủ đủ giấc khi nhồi nhét quá nhiều. Nhưng cố nhân từng nói, cuộc đời chỉ cần một người khiến ta ngưỡng mộ để cả đời noi gương, cả đời thương mến, vậy là quá đủ rồi.
Khi viết những dòng này, tôi đã là học sinh cấp 3. Không chỉ hôm nay, mà còn cả ngày mai, ngày kia và nhiều ngày sau nữa, nhất định tôi sẽ cố gắng để mỗi khi gặp ai, trò chuyện cùng ai, có thể tự hào nói: tôi là học sinh của thầy Nguyễn Văn Tâm. Có những lúc nhớ thầy, phóng vụt xe đi tìm về ngôi nhà nhỏ cuối phố với cây trứng cá xung xuê, ngồi nghe thầy nói về những điều thầy tâm đắc, về những điều thầy mong mỏi và dặn dạy tôi cho đến mãi sau này. Tìm về nơi duy nhất khiến tâm hồn thanh thản, khiến cho mọi thứ phức tạp của cuộc đời trở nên dễ dàng và trong sáng hơn. Vẫn là những ngày mùa hạ đã cũ, tôi cảm giác như mình đang xốc ba lô lên vai, đạp cái xe đạp của mình lao đi trong nắng vàng, đến nơi tràn đầy kiến thức mà tôi hằng yêu kính. Các em thân mến, các em vừa nghe bài văn được điểm 10 về người thầy của bạn Vũ Phương Thảo, học sinh lớp 10 chuyên toán, trường Trung học Phổ thông Định Hóa, Tuyên Quang. Cảm ơn các em đã lắng nghe.